Rồi, xin kính chào quý vị, anh chị, các bạn ha. Đây là cái thú vui chơi cái cảnh Tết của người Sài Gòn này. Đây cái mai này quý vị, 4,5 triệu một cây này nha. Đấy, chồng của con này. Đẹp đây đó đẹp á. Cây này là 4,5 triệu. Mình cho cây này là cây đang được nghỉ. Cây này hơi đắt quý vị. Đây khoảng 6,000,000 một cây. Không biết bay chứ bố. Quay chia sẻ quý vị, mấy chú này bảo không quá. Wow, mai đẹp quá. Đây là mai rừng đấy ơi. Cái này đâu anh? Đây là mai rừng chứ không phải ghét. Mai thường. Rồi lấy gì đứng nó lại ta? Cái miếng lưới anh. Mấy miếng lưới hôm nay mình giục mấy miếng lưới kia mẹ hết rồi. Bọc quốc á. Bọc cái mà đào ra lấy cái bao nữa. Cây này nó gốc to quá. Quay cái này rất là nhiều nụ nha, tết nở là vừa đẹp luôn. Đây anh lấy lưới anh chùm nó ạ, gửi ra Hà Nội, ship ra Hà Nội. Đấy tấn lại gửi ra Hà Nội quý vị ơi. Nó đỡ bị dùng bông. Đây ta sẽ học làm cái này đây. Có thể gửi ra ngoài Bắc nha. Ngoài Bắc thì không có mai thì sẽ gửi đào vào Sài Gòn. Sài Gòn thì sẽ gửi mai ra ngoài Bắc kiểu vậy đấy. Kiểu gửi nắng cho em thì đang gửi nắng cho ra Hà Nội này. Cây này nhiều hoa lắm. Đâu.
là nhiều đồ nhá. Này nó Tết nó nở là vừa đẹp luôn. Còn 8 ngày nữa là đến Tết rồi. Mai là 23 là trước ông táo về trời rồi. Thì còn 8 ngày nữa là nó theo thừa. Đấy thì theo hoa rất là nhiều nhá. Tết thì không thể thiếu những cây mai, cây đào trưng Tết được, thì nó sẽ không có không khí Tết. Có một cái cây hoa mai, hoa đào trong nhà thì nó sẽ có không khí Tết và nó sẽ ấm áp hơn. Khi Tết về nó sẽ càng càng yêu thương những người. Cây này là cái cây mai này á, thì người ta này là tự nhiên này, không phải uốn này, lên tự nhiên này quý vị. Đây là cây quất này quý vị ơi, quất này nó cũng gửi ra Hà Nội luôn này, rất là nhiều trái, bọc kỹ như này mới gửi thì mới không có dụng trái nhá. Đây quý vị, đây có một cây quất người ta bọc, người ta gửi ra ngoài Bắc này, Hà Nội này. Đây. Gốc của nó rất là bự này. Rồi, cái này là cây đào nhá. Cây đào ngoài Bắc gửi vào Sài Gòn này quý vị ơi. Đây là những cây đào, gốc đào rất là bự. Ngoài Bắc gửi vào Sài Gòn. Hôm nay đây. Gửi vào Bình Thạnh, Hồ Chí Minh này. Đấy, những cái gốc đào rất là bự này quý vị. Đào này đào đỏ nhá, đào Nhật Tân. Rất là nhiều hoa. Đây, quay lên trên quý vị thấy rất là nhiều hoa nhá. Đấy, người ta bó lại như này, người ta gửi vào Sài Gòn. Cái này mới bự này quý vị. Cái này gốc rất là bự nhá. Rất là nhiều hoa. Đấy. Đây, cái này rất là nhiều hoa này quý vị. Ở Sài Gòn, ngoài Hà Nội thì gửi đào vào Sài Gòn, ngoài trong Sài Gòn thì gửi mai ra Hà Nội. Những cái mặt hàng gì mà ở miền Bắc không có thì miền Nam sẽ gửi ra đó. Và ngược lại cũng miền Nam thì sẽ gửi những cái gì mà miền Bắc không có. Vậy mới quý quý vị ơi. Gốc này chắc phải 6-7 năm mới được cái gốc to như này. Mà người ta ghép cái cành vô. Bên này có cây nữa này. Mấy cái đào đây rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đây là những cái gốc đào rất là bự ngoài Bắc Hà Nội gửi vô đây. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào. Chúc quý vị có một năm mới vạn sự như ý và thành công. Xin kính chào quý vị nha.